kẹp ba đi xe máy dạo phố, nhóm nam thanh nữ tú bị đồng chí cảnh sát cơ động phạt tởn tới già. Đoạn clip được một người dân ghi lại trên đường phố vào đêm muộn ngày hôm qua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Theo đó, ba bạn trẻ gồm hai nam một nữ, không biết yêu thể thao thế nào lại thi nhau bật cóc khi trời đã tối muộn, ngay sát vỉa hè dành cho người đi bộ. Quá tò mò vì đêm hôm còn tập thể dục, đã thế lại còn có các anh cảnh sát cơ động trông coi hết sức cẩn thận. Hỏi kỹ thì mới biết, hóa ra các bạn trẻ đã đèo ba trên chiếc xe máy đi dạo phố, thậm chí còn quên luôn cả nón bảo hiểm ở nhà, nên sau đó đã được các anh cảnh sát cơ động bắt lại để tránh gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Tuy nhiên, thay vì đưa ra các hình phạt nặng nề, thì các đồng chí cảnh sát đã răn đe bằng một hình thức hết sức nhẹ nhàng, đó là cả ba xếp theo một hàng ngang, rồi thi nhau bật cóc, bật cho đến khi nào đôi chân mỏi rã rời không còn sức nữa thì mới thôi. Đây cũng như một lời cảnh báo để các bạn nam thanh nữ tú tởn tới già để lần sau không còn dám vi phạm nữa. Bởi lẽ sống ở trên đất nước hình chữ S thì dù ở đâu, dù làm gì cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, và luật giao thông cũng không phải ngoại lệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.